tòa của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát ngày thứ 18 vào ngày 1 tháng 4 bước sang tuần thứ năm xét xử với nội dung Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các luật sư bị cáo tiếp tục tranh luận. Cuối ngày hôm qua, sau khi tổ kiểm sát viên đối đáp các quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền lợi, bị cáo Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số luật sư cũng tiếp nối bào chữa bổ sung. Đối đáp, Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể tội tham ô tài sản, bào chữa bổ sung, luật sư cho rằng cấu thành tội chiếm đoạt và gây thất thoát là hoàn toàn khác nhau nhưng cùng một hành vi lại xem xét bị cáo với hai tội danh là hoàn toàn mâu thuẫn. Luật sư của bị cáo Lan nêu cùng tính chất nhưng vừa mang tính chiếm đoạt vừa gây thất thoát là mâu thuẫn về mặt pháp lý cần giải quyết. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại việc viện kiểm sát quy buộc Trương Mỹ Lan đưa tài sản thế chấp là phương thức thủ đoạn rút tiền ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Luật sư tiếp tục trình bày, nếu đây là phương thức thủ đoạn của bị cáo thì cuối cùng bị cáo lại vừa mất tài sản vừa đứng trước hình phạt tử hình. Trước đó ở phần đối đáp, viện kiểm sát phân tích bản chất vụ án là bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn nhằm chiếm đoạt tiền phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Khác với các vụ án vi phạm quy định ngân hàng khác, trong vụ án này, việc đưa tài sản vào làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội, bởi tài sản đảm bảo có thể được rút ra, hoán đổi bất cứ thời điểm nào, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Nhiều tài sản không được đăng ký giao dịch bảo đảm, không có pháp lý, vân vân. Bên cạnh đó, trong số 1.169 tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan bị kê biên, chỉ có khoảng 60 tài sản được bị cáo mua trước năm 2012, còn lại khoảng 1.109 trên 1.169 tài sản bị cáo mua sau năm 2012, chiếm 94,8%. Thời điểm hình thành các tài sản trên chung với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội hơn nữa kết quả hải cung các bị cáo hồ bửu phương nguyễn phương anh xác định các công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp hầu hết không có hoạt động kinh doanh kinh phí hoạt động phần lớn từ nguồn các khoản vay rút ra khỏi scb quá trình điều tra tại phiên tòa các bị cáo bùi anh dũng trương khánh hoàng trần thị mỹ dung đều khai là bị cáo trương mỹ lan rút tiền của scb để mua đầu tư dự án bất động sản trong phiên tòa vào ngày 1 tháng 4, viện kiểm sát cũng đưa ra nhiều lập luận khẳng định Trương Mỹ Lan chi phối điều hành SCB là chủ thể tội tham ô tài sản, bị cáo Lan chiếm đoạt sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt nên phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB. Sáng ngày 1 tháng 4, phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần đối đáp của đại diện viện kiểm sát đối với quan điểm tranh luận của luật sư bào chữa các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ trong đại án Vạn Thịnh Phát. Đại diện viện kiểm sát đánh giá phần lớn bị cáo thành khẩn ăn năn hối cải, nhưng một số luật sư trong phần tranh luận chưa thật sự nghiêm túc, luận cứ đưa ra không bám sát diễn biến của phiên tòa làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo. Một số luật sư sử dụng từ ngữ mang tính nhận định thiếu căn cứ về quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan cho rằng bị cáo không phải chủ thể của tội danh tham ô tài sản đại diện viện kiểm sát cho rằng mặc dù bị cáo lan không phải là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng scb nhưng nhận định đánh giá của luật sư đưa ra không đúng luật doanh nghiệp luật các tổ chức tín dụng tài liệu thu thập được và kết quả thẩm tra tại tòa Pháp luật nêu rõ, SCB thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động theo pháp luật, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do Đại hội cổ đông bầu ra. Luật sư cho rằng hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại SCB là chưa đúng quy định của pháp luật cáo trạng kết luận bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền hạn chi phối điều hành mọi hoạt động của SCB là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tài liệu điều tra khẳng định rất rõ, Trương Mỹ Lan là người chi phối, sở hữu phần lớn cổ phiếu của SCB với 91,5%. Bản sau kê biến động cổ đông do tại Chiêu Trung lập tới tháng 6 năm 2022 và tại tòa, Bị cáo trung khai đã được giao theo dõi cổ phần SCB thuộc sở hữu của bị cáo Lan và các cổ phần liên quan đến bị cáo Lan. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lan khai nhận vận động người thân bạn bè mua cổ phần trước khi sáp nhập ba ngân hàng để đạt 65%, sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên. Về mặt giấy tờ, bị cáo Lan không quản lý tài sản của SCB nhưng bị cáo nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu, miễn nhiệm, thành viên SCB từ đó bị cáo bổ nhiệm các vị trí chủ chốt hỗ trợ cho mình để chiếm đoạt tiền của SCB. Về cáo buộc bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu, Viện Kiểm sát giữ nguyên nhận định bị cáo coi SCB như một công cụ tài chính là nơi giữ tiền. Bất cứ lúc nào cần thì chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc rút tiền. Về việc các luật sư đề nghị làm rõ việc năm công ty nước ngoài mua cổ phần của SCB không làm thay đổi việc bà Trương Mỹ Lan nắm quyền chi phối đối với số cổ phần này. Vì vậy, đại diện viện kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể và tội tham ô tài sản. Về việc thành lập hàng nghìn công ty ma, theo đại diện viện kiểm sát, bị cáo Lan đã chỉ đạo thành lập các công ty không có hoạt động thật, đứng tên khoản vay, sử dụng để các bị cáo giải quỹ, che giấu các đứt dòng tiền. Đại diện viện kiểm sát cho rằng các luật sư của bị cáo nói công ty ma không liên quan bà Lan là lập luận không có căn cứ. Việc bà Trương Mỹ Lan đổ tội cho các nhân viên SCB liên hệ với bị cáo Nguyễn Phương Anh tự tạo lập hồ sơ khống, thể hiện sự ngoan cố của bị cáo. Bị cáo Lan khai nhận, trong quá trình điều tra, các tài sản đảm bảo thường không đủ để đảm bảo khoản vay nên phải nâng khống giá trị đảm bảo. Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc bị cáo đưa các tài sản vào SCB là phương thức thủ đoạn để hợp thức việc rút tiền ra khỏi SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan và luật sư trình bày, bị cáo chỉ là người bảo trợ cho ngân hàng cho ngân hàng mượn tài sản, huy động người thân bạn bè ở nước ngoài mượn tiền. Tuy nhiên, theo đại diện viện kiểm sát, bị cáo chưa bao giờ cho mượn tài sản mà đưa tài sản vào để hợp thức khoản vay rồi lấy tiền đó đi mua bất động sản. Có 1.196 bất động sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan, bị kê biên và bị cáo thừa nhận số bất động sản này nhờ người khác đứng tên giao cho nhân viên quản lý. Đối với việc quy động người thân chuyển tiền từ nước ngoài về, cơ quan công tố xác định, năm 2022, công ty An Đông nhận 545 triệu đô la Mỹ từ nước ngoài chuyển về. Sau đó, công ty An Đông chuyển số tiền đi lòng vòng và trả nợ, rút tiền mặt đưa cho bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 1.000 tỷ đồng. Bị cáo Lan đã dùng số tiền này để giải chấp một số tài sản và tiếp đó dùng chính số tài sản này để vay 5.000 tỷ đồng. Bị cáo đã dùng thủ đoạn trả số tiền nhỏ để trả nợ cho các khoản vay cũ. SCB chỉ thực thu được hơn 5.000 tỷ đồng từ nước ngoài chuyển về. Theo đại diện Viện Kiểm sát, kết quả điều tra đã làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của SCB. Ngoài chỉ đạo hợp thức hồ sơ, chuyển khoản, dùng thủ đoạn cắt đứt dòng tiền, bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB bất cứ lúc nào cần. Bị cáo đã rút hơn 108.000 tỷ đồng, 17,4 triệu đô la Mỹ về nhà bị cáo, sử dụng cho các mục đích khác nhau sáng ngày 1 tháng 4, đại diện cơ quan công tố sẽ tranh luận lại những luận cứ quan điểm của luật sư cùng các bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát. Hơn 10 ngày từ khi Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm luận tội đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo, các luật sư và tất cả các bị cáo đã trình bày quan điểm bào chữa tự bào chữa cho mình. Việc định tội danh hình phạt đề nghị quyền lợi của bị cáo và những cá nhân tổ chức liên quan là những vấn đề chờ Viện Kiểm sát đối đáp. Viện Kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án chung là tử hình cho ba tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho rằng mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc với các bị cáo. Theo các luật sư, hồ sơ thể hiện bà Trương Mỹ Lan không phải là người quản lý điều hành hoạt động của SCB, vì vậy bị cáo không có trách nhiệm quản lý tài sản của SCB. Bị cáo không có bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào, chỉ lo việc đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị vào SCB nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu. Nhiều bị cáo có lời khai rằng các hồ sơ cấp tín dụng cho vay được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, nhưng về mặt pháp lý, việc duyệt các hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị và Ban điều hành SCB. Về các khoản vay, bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt, luật sư phân tích. Thực tế, bà Lan đã cho SCB mượn tài sản của gia đình và bạn bè để tái cơ cấu SCB. Bà Lan là người bảo lãnh vì phải giữ uy tín nên đã phải tìm mọi cách để trả thay cho SCB. Do đó, khoản tiền hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ mà tài xế vận chuyển từ SCB về tòa nhà số 127 Passer thực chất là tiền của bà Lan rút ra để thay cho SCB trả nợ. Trong phần luận tội, cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội bị cáo phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội hai lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co đổ lỗi cho nhân viên giới quyền. Hành vi của bị cáo tạo ra dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế. Mức hình phạt đề nghị với 85 bị cáo còn lại trong vụ án, gồm 4 án trung thân, một bị cáo bị đề nghị 22 tới 24 năm, 6 bị cáo bị đề nghị 19 tới 20 năm tù, hai bị cáo khung 16 tới 17 năm, 4 người bị đề nghị 15 tới 16 năm, 15 bị cáo được đề nghị 3 năm tù treo với thời gian thử thách là 5 năm và những bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị 3 tới 14 năm tù. Khi đề nghị hình phạt, cơ quan công tố phân loại các bị cáo thành nhiều nhóm khác nhau dựa vào tội danh, mức độ hành vi, thái độ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, vân vân theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Song luật sư bào chữa và các bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét lại mức hình phạt đã đề nghị, nhiều người cho rằng là mức án quá nặng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 người bỏ trốn, các bị cáo còn lại được ghi nhận đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, tác động người thân khắc phục hậu quả thiệt hại. Một số bị cáo cho rằng đã khắc phục dư thiệt hại gây ra. Nhiều bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, nhiều bằng khen huân chương đóng góp cho hoạt động xã hội được ghi nhận. Họ mong mỏi được hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về với gia đình làm lại cuộc đời. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng cùng các luật sư bảo chữa đều cho rằng việc định giá các tài sản trong vụ án để xác định thiệt hại đang quá thấp, mong tòa xem xét. Theo đó, công ty thẩm định giá Hoàng Quân là công ty Hoàng Quân được chọn thẩm định giá tài sản trong vụ án mới định giá là 762 trên 1.166 mã tài sản thế chấp cho các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB. Số còn lại, công ty Hoàng Quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản, không đủ hồ sơ pháp lý tài sản. Viện Kiểm sát đề nghị bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho ngân hàng SCB 677.000 tỷ đồng thiệt hại và lãi phát sinh. Về điều này, luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho SCB đề nghị hội đồng xét xử xác định bà Lan và các bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng số tiền thiệt hại tính đến ngày 5 tháng 3 theo xét xử sơ thẩm là hơn 760.000 tỷ đồng, tức là hơn 482.000 tỷ nợ gốc, 277.830 tỷ lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền. Luật sư cũng đề nghị tòa cho phía SCB toàn quyền khai thác, sử dụng, quản lý đối với 1.166 tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của nhóm bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Đối với số tiền 1.000 tỷ đồng ông Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt của bà Lan và 5,2 triệu đô la Mỹ bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ, luật sư cho rằng đây là tiền có nguồn gốc từ SCB và do hành vi phạm tội của người khác chiếm đoạt chứ không phải là tiền riêng của bà Lan, do đó phía SCB đề nghị hội đồng xét xử tuyên thu hồi nhưng không xung công quỹ nhà nước mà để khắc phục hậu quả của vụ án. Luật sư bảo vệ cho SCB cũng cho rằng trong quá trình xét xử có nhiều bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, đề nghị tòa giao số tiền này cho SCB định đoạt, kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm các tài sản có liên quan tới hành vi phạm tội của bà Lan và đồng phạm để khắc phục hậu quả vụ án. Trong những ngày tranh luận, bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.650 tỷ đồng để giúp chồng và cháu gái khắc phục thiệt hại. Cụ thể, bà Lan xin được chuyển 1.350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân. Nguồn gốc số tiền này gồm 1.000 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa. Do ông Nguyễn Cao Trí bồi thường cho bà Lan và 350 tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng mong muốn chuyển thêm 300 tỷ đồng mà cá nhân trên đã trả cho bà để khắc phục cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ. Luật sư bào chữa của các bị cáo mong tòa ghi nhận tình tiết này để làm căn cứ xem xét hình phạt đã đề nghị.